Bé nhẹ cân nên bổ sung gì là thắc mắc của nhiều ba mẹ trẻ. Theo thống kê của tổ chức y học trên thế giới, Việt Nam có mặt trong số 34 quốc gia có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao nhất trên thế giới. Suy dinh dưỡng là một căn bệnh nguy hiểm và mang đến nhiều hệ lụy sau này. Vì thế, chủ động tìm hiểu và cải thiện cân nặng cho con là điều ba mẹ cần làm ngay lúc này. Nguyên nhân khiến bé nhẹ cân là gì? Trước khi đi trả lời câu hỏi bé nhẹ cân nên bổ sung gì, thì việc tìm ra nguyên nhân là vấn đề quan trọng đầu tiên hiểu được nguyên nhân giúp ba mẹ lựa chọn đúng đắn phương pháp tăng cân cho con dưới đây là một số nguyên nhân gây nên tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ trẻ thiếu dưỡng chất trong bào thai trong quá trình mang thai việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất là rất quan trọng nếu không thì cả cơ thể người mẹ và thai nhi đều không đủ dinh dưỡng từ đó thai nhi không thể phát triển toàn diện hệ quả sau cùng là em bé sinh ra bị thiếu chất không đủ cân nặng tối thiểu suy dinh dưỡng khi đó làm bố mẹ băn khoăn và đặt ra câu hỏi bé nhẹ cân nên bổ sung gì? Nhiều ba mẹ chỉ quan tâm về số lượng thức ăn mà không để ý đến chất lượng của bữa ăn. Trong thai kỳ, điều quan trọng là người mẹ phải được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Đặc biệt nhiều bà mẹ thường bỏ qua nguồn vi chất như canxi, sắt kẽm, vitamin. Mặc dù chỉ cần cung cấp với lượng nhỏ nhưng những chất này lại tham gia vào hầu hết các quá trình sinh trưởng của em bé. Vì thế, hãy quan tâm bổ sung đúng và đủ các loại dưỡng chất mẹ nhé. Trẻ thiếu dưỡng chất trong giai đoạn bú mẹ. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng cũng có nhiều em bé bú mẹ vẫn bị suy dinh dưỡng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do mẹ thiếu sữa, chế độ ăn của mẹ không đủ chất. Từ đó dẫn đến chất lượng sữa không được đảm bảo. Cũng có thể là do mẹ cai sữa cho em bé quá sớm mà không bổ sung thêm các chế phẩm từ sữa bên ngoài cho con. Theo khuyến cáo, độ tuổi thích hợp nhất để cai sữa cho con là từ 18 đến 24 tháng tuổi. Tuy nhiên, nếu không đủ điều kiện thì mẹ nên duy trì cho con bú trong 6 tháng đầu đời. Sau đó mẹ có thể lựa chọn các loại sữa công thức phù hợp với bé. Hệ tiêu hóa của con bị rối loạn. Những vấn đề bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa cũng gây nên tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Nếu như hàm lượng vi sinh vật có lợi trong niêm mạc ruột bị bào mòn, mất cân bằng hệ vi sinh, nó sẽ khiến trẻ gặp nhiều bệnh lý như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng. Lúc này bé sẽ ăn không ngon miệng, cơ thể không hấp thu được các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và tình trạng suy dinh dưỡng sẽ diễn ra ngoài ra việc thiếu hụt các enzym tiêu hóa cũng là nguyên nhân phổ biến khiến trẻ nhẹ cân khi đó trẻ thường có biểu hiện ăn không tiêu bụng đầy trướng ợ hơi táo bón tiêu chảy khi đó mẹ cần quan sát kỹ các biểu hiện của con nếu cần mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị phù hợp trẻ thiếu dưỡng chất khi đến tuổi ăn dặm Việc ăn dặm của trẻ cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng. Nếu cho bé ăn dặm quá sớm hoặc quá muộn cũng đều gây ra tình trạng này. Nếu cho trẻ ăn dặm trước 6 tháng tuổi, lúc này hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Chính vì vậy, những dưỡng chất có trong thức ăn sẽ không được hấp thụ hết. Từ đó dẫn đến hiện tượng bé bị rối loạn tiêu hóa, mắc các bệnh liên quan đến đường ruột. Ngoài ra, nếu bé ăn dặm quá muộn cũng khiến cho trẻ bị suy dinh dưỡng. Ngoài 6 tháng, trẻ cần bổ sung thêm những dưỡng chất từ nguồn thức ăn phong phú bên ngoài để đảm bảo cho cơ thể phát triển toàn diện. Nếu chỉ bú mẹ thì lượng dinh dưỡng cần thiết là không đủ. Điều này cũng ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và phát triển của bé. Chế độ ăn uống không phù hợp cho con. Vấn đề suy dinh dưỡng ở các bé còn bắt nguồn từ thực đơn hàng ngày của các con. Bố mẹ đau đầu với vấn đề bé nhẹ cân nên bổ sung gì nhưng lại không tìm ra giải pháp phù hợp. Bởi hầu hết phụ huynh không để ý đến hàm lượng dinh dưỡng trong từng bữa ăn của bé. Nếu thiếu các dưỡng chất nào đó trong thời gian dài cũng sẽ gây ra tình trạng thiếu cân bằng dưỡng chất trong cơ thể. Cụ thể, những bữa ăn của trẻ thường thiếu vi chất và chất xơ. Ba mẹ đừng nghĩ chỉ cần ăn thêm nhiều chất đạm, chất béo là cân nặng của trẻ sẽ tăng lên. Trong câu trả lời cho bé nhẹ cân nên bổ sung gì cũng có một phần là vi chất và chất xơ bởi chúng không chỉ tham gia vào các quá trình trao đổi năng lượng mà còn thúc đẩy hoạt động tiêu hóa và hấp thu của dạ dày ruột để trẻ tăng cân nhanh chóng ba mẹ cần cho con ăn thêm thực phẩm dầu vi chất và chất sơ sử dụng kháng sinh không đúng cách việc lạm dụng sử dụng kháng sinh không đúng cách sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hệ miễn dịch của các bé bởi kháng sinh khi đưa vào trong cơ thể của bé không chỉ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh mặt khác nó còn diệt luôn cả những vi khuẩn có lợi cho sức khỏe trong hệ tiêu hóa vì vậy khả năng hấp thu dinh dưỡng cho cơ thể gần như là không có tình trạng trẻ suy dinh dưỡng thấp còi chắc chắn sẽ xảy ra suy dinh dưỡng gây ra những hậu quả gì tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ nếu như khắc phục kịp thời sẽ gây ra những hậu quả khó lường hiểu được những hậu quả do suy dinh dưỡng gây ra thì phụ huynh sẽ biết trẻ bị suy dinh dưỡng cần bổ sung gì dễ mắc các bệnh nhiễm trùng nếu những trẻ bị mắc chứng suy dinh dưỡng thì nguy cơ mắc những bệnh nhiễm trùng như tiêu chảy, viêm họng, viêm phổi, sởi cao hơn nhiều so với các bé ở cùng độ tuổi. Vì thế, nhiều bà mẹ lo lắng tìm lời giải đáp cho bé nhẹ cân nên bổ sung gì để con có một sức đề kháng tốt hơn. Ảnh hưởng đến chiều cao Những bé mắc chứng suy dinh dưỡng sẽ không đủ dinh dưỡng, dưỡng chất cung cấp cho xương để phát triển chiều cao. Vì vậy, chiều cao của các bé bị hạn chế, Thực trạng cho thấy nhiều bé suy dinh dưỡng có chiều cao thấp hơn hẳn với các bạn cùng tuổi. Vì thế trong quá trình chăm sóc ba mẹ cần chú ý đến cả chiều cao của trẻ. Bổ sung canxi, vitamin D K2 là điều cần thiết để trẻ tăng phát triển chiều cao. Nhận thức kém. Suy dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao, thể trạng của bé mà nó còn ảnh hưởng đến quá trình nhận thức. Bé nhận thức chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Ngoài ra, những bé suy dinh dưỡng còn thờ ơ với những hoạt động xung quanh không có hứng thú với việc vui chơi khám phá cuộc sống mà chỉ quấy khóc từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng học hỏi của bé bé nhẹ cân nên bổ sung gì để mau lớn bé nhẹ cân nên bổ sung gì để kết thúc tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở các bé thì việc đầu tiên và quan trọng nhất là phụ huynh phải bổ sung đầy đủ các nhóm dưỡng chất cho con đặc biệt chú ý đến những nhóm thức ăn mà trẻ còn đang thiếu bé nhẹ cân nên bổ sung gì protein trong quá trình phát triển của cơ thể thì protein là thành phần quan trọng nhất. Nó đóng vai trò hình thành và tái tạo các tế bào đã bị lão hóa. Từ đó phòng ngừa xuất hiện tình trạng suy dinh dưỡng. Nhờ có protein mà cơ bắp, bạch huyết, bạch cầu, kháng thể, men, tuyến bài tiết đều phát triển toàn diện. Từ đó tăng sức đề kháng cho cơ thể, cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động khỏe mạnh tối ưu năng lượng. Protein có nhiều trong các loại thịt động vật, cá, trứng, sữa, các loại hạt đậu. Bé nhẹ cân nên bổ sung gì? Canxi Canxi cũng là một trong những nhóm dưỡng chất cha mẹ cần biết khi tìm hiểu thông tin bé nhẹ cân nên bổ sung gì. Bởi canxi là khoáng chất quan trọng nhất để hình thành cấu trúc xương, phát triển chiều cao của trẻ. Ngoài ra, canxi còn tham gia vào quá trình duy trì hoạt động của toàn thân như cơ bắp, hệ thần kinh, móng tóc. Canxi có nhiều trong sữa, các chế phẩm từ sữa, sữa chua, phô mai, hải sản, thịt bò. Bé nhẹ cân nên bổ sung gì, chất béo. Bé nhẹ cân nên bổ sung gì? Những bé bị suy dinh dưỡng thấp còi thì việc cung cấp đủ chất béo sẽ cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng thiết yếu để hoạt động. Bên cạnh đó, chất béo còn tạo ra lớp mỡ để bảo vệ và giữ ấm cho cơ thể. Những axit béo trong các nhóm thực phẩm cung cấp cho cơ thể còn có tác dụng kích thích não bộ hoạt động. Ngoài ra, nó tăng cường trao đổi chất trong cơ thể và giúp cho những vết thương hở nhanh lành hơn. Những thực phẩm giàu chất béo như các loại hạt, mỡ động vật, thịt lợn. Bé nhẹ cân nên bổ sung gì, vitamin A cung cấp vitamin A cho những bé bị suy dinh dưỡng, thấp còi sẽ giúp tăng khả năng đề kháng cho cơ thể. Kích thích hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ nhất tranh cơ thể mắc phải những bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn. Thực phẩm giàu vitamin A như cá, dầu cá, các loại rau củ quả màu đỏ. Bé nhẹ cân nên bổ sung gì? Vitamin D. Công dụng của vitamin D là hỗ trợ chuyển hóa canxi vào trong máu. Từ đó giúp cho cơ thể hấp thụ canxi tốt nhất. Nếu như trong cơ thể, hàm lượng vitamin D bị thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển xương. Việc bổ sung vitamin D thường xuyên, đúng liều lượng sẽ giảm nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ em. Bé nhẹ cân nên bổ sung gì? Vitamin C. Bé nhẹ cân nên bổ sung gì? Những trẻ bị suy dinh dưỡng thì vitamin C là dưỡng chất không thể thiếu. Bởi công dụng của vitamin C là tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Nó giúp dẫn truyền dây thần kinh, thúc đẩy khả năng hấp thu axit folic, sắt và canxi cho cơ thể. Vitamin C có nhiều trong rau xanh, hoa quả. Chế độ chăm sóc trẻ khi bị suy dinh dưỡng mà bố mẹ nên biết. Sau khi đã biết bé nhẹ cân nên bổ sung gì thì chế độ chăm sóc các bé cũng rất quan trọng. Bởi nếu chăm sóc không khoa học thì việc bổ sung dưỡng chất cũng không thể đạt đến hiệu quả tối ưu. Các nguyên tắc khi cho trẻ bị suy dinh dưỡng ăn. Nếu bé chưa muốn ăn thì bạn đừng ép bé phải ăn bởi làm như vậy sẽ tạo cho bé cảm giác sợ hãi, càng không muốn ăn. Bổ sung đầy đủ và cân bằng các chất dinh dưỡng để cơ thể bé phát triển đồng đều nhất. Khi đó sức đề kháng của trẻ sẽ tối ưu nhất. Chia nhỏ từng bữa ăn để giúp bé dễ ăn hơn, hấp thụ tốt hơn, tiêu hóa nhanh hơn. Cân bằng đầy đủ dinh dưỡng trong thực đơn với bốn nhóm chất chính. Đó là là chất sơ, chất đạm, chất bột đường, chất béo, vitamin C, A, E, D3, canxi. Tăng cường các hoạt động của bé, để hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng ở các bé thì chỉ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng thôi là chưa đủ. Việc tăng cường hoạt động cho các bé cũng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, cơ thể khỏe mạnh hơn. Các bé không bị nhiễm các bệnh liên quan đến nhiễm trùng. Vì vậy hãy khuyến khích trẻ vận động, tập thể dục nhiều hơn. Ngoài ra, ba mẹ cũng có thể xoa bóp nhẹ nhàng cho trẻ. Việc này sẽ giúp cho máu lưu thông đến các bộ phận trên cơ thể. Từ đó giúp bé cảm thấy thoải mái, bé ngủ ngon và sâu giấc. Trẻ sẽ không còn đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu nữa. Cho trẻ nhẹ cân ăn cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold. Khi phương pháp thay đổi bữa ăn không mang đến nhiều hiệu quả cho bé thì ba mẹ cần tìm đến giải pháp vượt trội hơn. Amano Enzyme Gold là câu trả lời hoàn hảo cho thắc mắc bé nhẹ cân nên ăn gì. Bởi trong một gói cốm tiêu hóa, các chuyên gia đã bổ sung những dưỡng chất tốt nhất theo công thức độc quyền của Nhật Bản. Cụ thể, Amano Enzyme Gold mang tới Bổ sung bào tử lợi khuẩn, Cân bằng hệ vi sinh đường ruột kích thích cơ thể sản sinh enzyme tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch cải thiện tình trạng khó tiêu và táo bón. Bổ sung lợi khuẩn là phương pháp an toàn để kích thích trẻ hấp thu chất dinh dưỡng. Có thêm lợi khuẩn, bé có thể tự tin tiêu hóa hết lượng thức ăn dinh dưỡng trong thực đơn của mẹ. Enzyme tiêu hóa tăng tốc độ phân hủy thức ăn bằng cách tăng tốc độ phản ứng hóa học, biến chất dinh dưỡng thành các chất mà đường tiêu hóa có thể hấp thu được. Chúng được coi là những người vệ binh tuyến đầu trong quá trình phân giải và tiêu hóa thức ăn. Có thêm enzyme, trẻ sẽ không lo bị đầy hơi, trướng bụng hay tiêu chảy sau ăn. Các vitamin nhóm B kích thích trẻ ăn ngon miệng hơn, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng. Vitamin B12 cùng với kẽm và lysine là bộ ba dưỡng chất bùng nổ. Chúng thúc đẩy cảm giác ăn ngon, kích thích mạnh mẽ sự hứng thú của trẻ với đồ ăn. Vitamin D3, bổ sung vitamin D3 cho mẹ và cho cả em bé giúp mẹ và bé xương cốt khỏe mạnh. Lysine và Taurine, đây là hai axit amin quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải được cung cấp từ bên ngoài. Hai loại axit amin này kích thích vị giác mẹ bầu, hỗ trợ hấp thu canxi tối ưu, hỗ trợ tim mạch. DHA giúp hỗ trợ cải thiện trí não cho mẹ và giúp bé thông minh hơn khi chào đời. Tại video này tôi đã tổng hợp và chia sẻ đến quý phụ huynh những thông tin hữu ích. Đó là những vấn đề liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ nhỏ. Hy vọng những kiến thức này đã giúp bạn trả lời được câu hỏi bé nhẹ cân nên bổ sung gì cũng như cách chăm sóc trẻ bị suy dinh dưỡng khoa học nhất. Nếu cần tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo